Biết mình bị nhiễm Covid-19, cô gái vẫn đi hết từ quán ăn đến rạp chiếu phim, rồi vô tư khoe lên TikTok. Sao có thể thiếu ý thức đến vậy? Tối hôm qua 27 tháng 12, cư dân mạng được phen dậy sóng với clip TikTok của một cô gái trẻ khoe mình bị Covid-19 nhưng vẫn đi chơi khắp nơi cùng bạn bè. Trong clip, cô gái có tên là TV kể mình bị mắc Covid-19 trong lúc xa nhà. Vì quá tủi thân, cô nàng đã đi chơi khắp nơi để hết buồn, mặc dù bản thân vẫn đang dương tính. Cụ thể, cô nàng đã đến quán ăn công cộng mỗi ngày, đi chơi Noel vào đêm ngày 24 tháng 12 với các bạn, đêm ngày 25 tháng 12 lại tiếp tục đi ăn uống cùng rất nhiều bạn bè. Thậm chí, vào ngày tiếp theo cô còn đi đến rạp chiếu phim. Điều đáng nói là tất cả những chuyến đi chơi của cô nàng này đều tập trung rất nhiều bạn bè và đến những nơi đông người có nguy cơ lây nhiễm cao. Clip trên nhanh chóng nhận về vô số lời chỉ trích từ cư dân mạng vì sự vô ý thức của cô gái. Nhiều người đã bức xúc đến mức lưu video lại để gửi lên cho cơ quan chức năng và các cơ quan báo đài. Chỉ sau vài tiếng, cô nàng đã xóa video, thậm chí khóa cả TikTok, nhưng rất nhiều người đã nhanh tay lưu làm chứng cứ. Trời ơi, bạn này có ý thức không vậy? Chưa từng thấy F0 nào mà đi tung tăng khắp nơi vậy luôn, không còn từ ngữ nào để diễn tả với hành động của bạn này. Còn bạn nghĩ sao về cô gái này?